Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu tâm điểm ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa câu lạc bộ Manchester United và đội chủ nhà Liverpool. Không chỉ là những đội bóng giàu truyền thống của giải Ngoại hạng Anh, cuộc đối đầu giữa Liverpool và MU vào thời điểm này còn được xem như là trận chung kết sớm của giải khi cả hai đang chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Chủ nhà Liverpool đang gặp rất nhiều vấn đề trong thời gian qua. Do thiếu vắng đi nhiều cầu thủ trụ cột, The Coupe đã không có được kết quả tốt ở ba vòng đấu gần đây. Lữ đoàn đỏ để thua, để hòa 2 và thua 1. À bên kia sân thì sau chiến thắng trước Burnley bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Paul Pogba, Manchester United chiếm lấy ngôi đầu bảng của chính Liverpool với khoảng cách 3 điểm. Những kết quả tích cực trong thời gian vừa qua đang giúp thầy trò huấn luyện viên Sosa tràn đầy tự tin trước chuyến làm khách trên sân Anfield của lữ đoàn đỏ. Vấn đề nhân sự tiếp tục là nguyên nhân khiến phong độ của Liverpool không thực sự ấn tượng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh trung vệ Van Dijk chấn thương dài hạn và phải nghỉ thi đấu, Thiago Alcantara vừa mới bình phục chấn thương, chưa thể lại tìm lại được phong độ tốt nhất của mình. Điểm tựa của Liverpool vẫn là hàng công với mũi đinh ba Salah, Firmino và Mane, những người không có được phong độ ổn định trong thời gian qua. Về phía các vị khách, sự hồi sinh của Paul Pogba trong thời gian gần đây hoàn toàn có thể giúp tiền vệ người Pháp có một suất đá chính bên cạnh nhạc trưởng Bruno Fernandes sự vắng mặt của Liverpool đã giúp Bailey có được cơ hội ra sân và dần tìm lại được niềm tin nơi huấn luyện viên Sousa. Ngoài ra, Edison Cavani sau khi hoàn thành án treo giò ba trận đang có thể trạng tốt và có thể được vào sân từ ghế dự bị. Thành tích đối đầu hiện vẫn đang tạm nghiêng về phía Liverpool với 3 chiến thắng và nhận về hai trận hòa trong 5 lần chạm trán gần nhất. Dẫu vậy, phong độ của đội chủ nhà là không mấy ấn tượng với hai thắng, hai hòa và một thua trong 5 trận gần đây. Còn phong độ của Manchester United là ấn tượng hơn với 4 chiến thắng và một thất bại ở 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Và thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ của trận đấu này Liverpool sẽ chấp Manchester United 1 phần 2. Lợi thế sân nhà giúp cho Liverpool vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn so với Manchester United trong trận derby nước Anh. Tuy nhiên nếu nhìn vào những gì Zecop đang thể hiện thời gian gần đây thì có thể thấy đây không phải là một trận đấu dễ dàng với họ, nhất là khi Quỷ Đỏ đang thăng hoa. Và với kèo chấp mà khá sâu như thế này thì người chơi nên cân nhắc cửa dưới đó là Manchester United. Còn thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ của trận này là 2 3/4. Thống kê cho thấy cả 3 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với không quá 2 lần lưới rung. Rõ ràng với cuộc đua đường trường như giải ngoại hạng Anh thì đây không phải lúc mà cả Liverpool cùng Manchester United phải mạo hiểm. Vậy nên là không có nhiều cơ sở để hy vọng vào một thế trận đôi công sòng phẳng trên sân Anfield ở 90 phút sắp tới và xỉu sẽ là lựa chọn đáng để đầu tư ở trận đấu này. Dự đoán của chúng tôi trận này Liverpool và Manchester United sẽ hòa nhau với tỷ số 1 đều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.